Hello anh em. Mình xin giới thiệu đến anh em con Zippo sản xuất năm 1967, tình trạng new full book. Phay xước, khắc ăn mòn, chủ đề gì thì cái này thì anh em tự nghiên cứu nha. Cái này mình không biết nó chủ đề gì. Tình trạng còn rất là mới. Tình trạng này mới như là chỉ có lỗi một chút xíu ở mặt lưng là có nổ rôm ba cái chấm đầu kim. Này chắc do chủ trước nó bảo quản nó để bị chỗ ẩm quá nó làm nổ rôm. Cái này nó là hàng mới nên cái bản lề cốt nó còn rất là mới, nó chưa có độ rơ nha. Nên ra lúc mình bật lên mình thấy cảm giác nó nặng, nhưng anh em xài ít bữa là nó nhẹ. Rồi mình kết thúc video tại đây, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau.